bên là mấy độ? Bên là 7 độ. Bên trái là 7 độ. Bên em cũng bị được. Bên trái là bị là khúc xạ. Khi mà độ hay mắt trên nhau nhiều quá gây ra nhược thị, tức là cái khả năng nhìn của đôi mắt bị yếu này. Mắt bên kia mấy độ? Mắt bên kia là 2 độ. Bên này là 7 độ, bên kia 2 độ. Đây là tận thị đúng không? Tiến thị ở bên này là tổ đứa loạn. Đứa loạn sau đó là nhiều thị. Đeo kính bao lâu rồi? Bạn là em, đeo kính 3. Trước đây thì có video. Có video trước đó là một cái cô bé, cũng nhỏ, cô bé là trẻ. Bắt đầu học lớp 1. Thì là đấy thì thằng giáo sư thì bác sĩ cái cắt kính mới 2 trường rưỡi. Đấy thì mình liền bấm trong 1 tháng. Trường hợp đấy là lâu nhất, bấm trong 1 tháng. Sau đó đi khám lại thì bác sĩ bỏ hết rồi, tôi khỏi đeo kính cả. Thế là mất tỏi hàng trường rưỡi. Thằng bị thương thị, bé bị nặng, bị 10 độ. Đây đồng chí này, thì em, đấy là em chữa mắt mắt giang và bát đã lên cô. Nghĩa là chỉ từ khi nhìn con kính là... Cái này là đột thị này, loạn thị này, cận thị. Mình sẽ làm giống nhau nhưng phải này. Sẽ làm bổ sung bài này tất theo 8 cái khác hết rồi thôi. Tại chỗ thì lân cận thôi. Làm xung quanh ổ mắt thế này là khoảng 10 như thế. Rồi sau đó mình di chuyển sang bên này. Cái này cũng chữa được khó với người cao tuổi. Vâng, cao tuổi. Thực ra là người cao tuổi thì chữa được khó, nhưng mà chỉ làm cho nó quan đã rồi mắt thở. Ăn bối xung quanh này, sau đó thì để đổi bên này, nhẹ nhàng thôi. Ngày chữa 3 buổi, chữa cho đến khi nào cái cháu mà gặp đấy, nó giảm độ thì thôi, nó khỏi thì thôi. Mắt xung quanh mắt này, mỗi bên 3 vòng này. Bên 3 lượt như vậy, mỗi lượt khoảng 5-7 vòng. Đấy, xong cái này. Được xem đến thằng này. Thằng này thì mình lăn trực tiếp trên mắt được xem. Nhẹ nhàng như này. Đúng không? Đây là lăn đầu trường hàng này. Lăn trực tiếp trên mắt của người đến cho xem như này. Thực ra hai cái động tác này các cháu ăn hỏi tự làm. Quyền đến đây. Rồi bên này cận nghĩa loại như nhau, chẩn như nhau. Hai cái đầu này không biệt đầu hoàng. Lúc nào mắt đỏ hoặc nóng thì dùng cái thằng này. Và mình chờ lại thịt mình dùng này. Nó có một cái đường dây dẫn truyền thị giác này từ đôi mắt này, ra sau chẩm gáy này này. Đấy, mình sẽ kéo đường từ mắt ra chẩm gáy, còn mình sẽ kéo kỹ cái vùng chẩm gáy. Nếu không biết thì dao cào cả được được. Cào cả được. Đấy, xong. Tại chỗ này xong đối xử. Trước sau là ok rồi, xong cùng bên đó kéo có. Bây giờ đến đầu ứng này các bạn, đầu ứng này ở đâu là các bạn? Khi trái đầu ứng này, mắt cả tay, cả chân, mắt cả tay này. Đấy, nhẹ nhàng mắt cả tay quay được không nhỉ? Quay này. Đó, cứ đặt đấy xong rồi điều chỉnh cái này là được này. Đấy, thấy không? Cũng thế thôi.
đấy, đồng ý đấy. Tiếp theo này ở tay này. Tay thì ở đây cũng là mắt này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chấm vào từng huyệt thì mình lên gì ạ? Vị trí cao á thì nó tác dụng nó được lâu. Đấy. Chấm huyệt thì mình cao. Đây là các con mắt. Đây nữa này. Đấy. Rồi, con này này. Con mắt này. Đấy rồi, đúng rồi, tao rồi. Chấm vào các kẽ này. Đây, đây là đồng ứng của mắt. Rồi, xong đồng ứng rồi, mình có thể làm thêm của mắt cá chân được. Rồi, đồng ứng xong rồi, bây giờ đến phản chiếu này. Phản chiếu đâu? Phản chiếu ở ngay chính giữa trán này là 103, đây là 175, 421, 422. Đây chính là phản chiếu mắt. Có một cái đồ hình mắt ở đây. Bên trái ạ? Rạch ở đây cả hai bên. Bên trái chứ. Cách khoảng 2 là vài chục tinh đều. Nó có cao đến rồi thì nó sẽ phát huy lâu hơn. Đấy, xong. Rồi mắt ở đây nữa. Thì dùng cao vừa đủ. Đây, mắt ở đây. Đây là đỉnh tai. Tiếp xúc giữa da dái tai và da mặt. À, chỗ da đỉnh tai và da mặt. 16. Vâng, khu này là 16. Đấy. 16. Vùng 16 và vùng 175. Xong đồng ứng phản chiếu như vậy 8 nguyên tắc rồi đúng là cứ theo lần lượt. Bây giờ đến bộ huyệt này, bộ huyệt chúng ta đang theo tạo cứ theo lần lượt thế này. 34, đây là 34. Đây mình chọn kỹ thuật là gì, vừa ấn vừa rung, ấn xong ấn một hai cái xong rung ngón tay. Đấy, rồi 34 xong. Tiếp theo là số 1 này. 34, 1. Đấy, rồi tiếp theo 127 này. 34 này, 1 này, 127 này. Như thế rung trong khoảng 30 tiếng đếm. Rung đều các ngón tay này. Đấy, 127. Tức là nó giống như dây ấy, nhưng mà mình rung nó mạnh hơn chút. Rồi tiếp theo Số 6 này. Đấy, số 6. Rồi, tiếp theo 267. Chính giữa mắt lên. Còn ngoài kia. Đúng rồi. Chính giữa cái lông mày này. Nó học lông mày lên nhỉ? Đúng 2 là công an thế này. Đấy, 267. Rồi. Tiếp theo 130 này. 130. Đấy, 130. Có 2 bên. Tiếp theo 358. Chấm dí cao 358. Tức là gì? Mình ấn cái này vừa sức chịu đựng của bé thôi. Đâu có cần mạnh tay lắm đâu. Đúng rồi. Đấy, cháu hoàn toàn chịu được. Vì bây giờ những cái chỗ mình chấm ấy, thì bây giờ nó sẽ nóng lên. Nóng lên, nó sẽ nóng lên trong vòng 1 tiếng. Nóng lên trong vòng 1 tiếng. Đây. Cũng đang quay một. Và tiếp theo số 3. Như vậy là xong phác đồ thứ nhất. Phác đồ thứ nhất này 34 này, số 1 này, 127 này, 6 ở hai bên. Rồi tiếp theo này là 267, 130 này, 358 này, ở đây số 3. Phác đồ này cứ những người mà bị cận từ độ khoảng 4 độ xuống thì chỉ cần một phác đồ này thôi là xong. Còn nếu mà cận nặng hơn trên 4 độ thì mình sang phác đồ thứ hai. Mình có thể cộng cả hai phác đồ với nhau. Rồi, tiếp theo. Đây là phác đồ thứ hai. Phác đồ thứ hai thì mình dài bằng mắt. Đầu tiên là 62. Thì cái chỗ đầu mắt đuôi mắt mình nhớ là gì ạ? Cho nó ít cao thôi, không là cháu bị cay mắt. Gần như là không có cao. Thứ hai là ngay đuôi mắt này. Và nhớ là cái chỗ xung quanh mắt mình nhớ là ấn cái giò hướng ra xa khỏi tâm mắt để không chọc vào mắt và rung nhẹ hơn cái chỗ khác. Em tìm mãi về số 2 không thấy. Hai đây này, đây đuôi mắt này, đây là gì, khóe mắt ngoài chia đôi ra, đây số 2 đây, rung đều, dày dễ chịu lắm, 2924 đấy. Rồi xong số 2 rồi, giờ tiếp theo đến số 4.
4 chính là đầu mắt. Chỗ này thì làm nhẹ thôi, không cháu nó đọc. Thế nào? Đấy, số 4. 2 rồi này, 4 rồi này. Xong rồi tiếp theo. À, số 8. Số 8 là gì ạ? Bây giờ có thể chấm thêm ít cao rồi. Số 8 chính là điểm lõm nhất này. Điểm lõm nhất của sống mũi này và giữa hai đầu mắt này. Đấy, số 8. Rồi, xong tiếp theo là 20 là ngay cạnh luôn. 20 ngay cạnh. Rồi tiếp theo 12, ngay sát luôn. Cái thẳng dãy. Đấy, cháu này nó cảm thấy hơi đau đây đúng không? Rồi. Rồi tiếp theo này, phần này là 13. 13 vừa nãy mình bấm rồi, bây giờ mình bấm lại. 13 là đây góc cái mũi kéo ra và giữa lòng đen đi xuống. 13. Đấy. Rồi tiếp theo thằng này là 65. Rung. 65 rung, rung tay ạ. À. Rung. Rung này. 65. Rung và hơi ấn. Đấy, 65. 65 là ngay đầu số 7. 65. Đấy. Rồi tiếp theo là à, 100. 100 này. Dưới đuôi lông mày. Kéo từ đầu lông mày xuống gặp hõm đầu tiên. Đây, 100. Mẹ giỏi thật đấy. 100, thấy chưa? Đấy, 100. Rồi, xong. Rồi. 130. 130 vừa nãy mình bấm rồi. 130. Đấy, 130. Hôn đệ. Mình thấy không ạ? Chỉ là các người xung quanh mắt. Rồi, tiếp theo 131 thì ngay đuôi mắt. 131. Rồi, tiếp theo này. 267 chi chi đúng không? 267. Rồi, chấm thêm một chút nha. Rồi, tiếp theo bây giờ là gì? 34 vừa nãy phát đồ thứ nhất mình đã chấm rồi. 34. Như vậy là gì? Chỉ cần đầu mắt và đuôi mắt mình đừng có chấm cao. Còn xung quanh mình chấm, cháu nó đâu bị cay mắt. Nhiều người cứ chấm vào việc số 224, cuối cùng một cây xè nước mắt chảy ra, thế nào nói gì? Không cho bấm nữa. Rồi bấm nó đau quá, nó chạy nó dép rồi. Rồi tiếp theo là 34 sao? Bây giờ thì 358 vừa nãy mình biết rồi. 357. 267. Rồi 267. 267 thì mình check cây giò thì chưa tới như nào. Rồi tiếp theo 432 này, thẳng cái chính giữa lòng đen lên và chính giữa trán ra. Đây là 432. 423. Rồi xong rồi, bây giờ đến 180. 180 là 130 lên và ngang 65. 130 lên ngang 65. Rồi tiếp theo. Đây là tất cả những cái việc. Rồi, cũng nhiều không? Đây là cận từ trên 4 độ trở lên, phác đồ nặng đấy. Đọc lại nha. Đầu tiên này, số 2 này, đôi mắt này, 4 đầu mắt này, 8 chỗ lõm nhất của sống mũi này, giữa 2 đầu mắt này, 12 này, tăng đến 20 này, tiếp theo này, 13 này, ngang 61 này, rồi tiếp theo 65 này, rồi tiếp theo 100 này, 100 này, 131 này, 130 này, 130 này, tiếp theo 267 này, rồi 34 này. Rồi, 267 rồi. 357, 34 rồi. 358 này. 358 rồi, 423 này. Rồi 180 này. 180 rồi. Đây là phác đồ số 2. Rồi, tiếp theo mình làm gì nữa nào? À, tiếp theo mình hơ. Mình lấy nhạc cứu đó, nhạc cứu đó. Còn ai có đứa nhạc cứu không? Đây có một số hỏi nè. Hơi hơi ấm cho bạn. Đây. Đây mình hơi. Hơi ở đâu này? Đây. Không biết đưa tay này này. Đây là chỗ gốc của ba ngón tay, đây là có con mắt ở đây. Hơi. Đấy, không hơi nóng quá thì nhấc lên. Được không? Đấy. Mình phải đặt. Lưu ý là mình phải đặt cái ngón tay của mình bên cạnh.
thì mình cảm nhận xem nóng quá thì mình phải rút ra. Đối với một số bệnh nhân mình hơi cho người ta, mình có thể đặt ngón tay vào cạnh. Tại sao? Tại vì những bệnh nhân tiểu đường á, một số bệnh nhân là người ta không cảm giác được nóng, bỏng người ta mới biết. Thế nên mình đặt tay như này để mình chủ động mình rút ra. Rồi. Và mình giữ tay như này để tay các cháu nó không co và không động vào đúng không ạ? Mình chơi nóng thì mình phải rút ra. Rồi tiếp theo này. Con giỏi hả? Dạ. Đấy, hết 3 lần xong. Hai bên kia. Đây là mắt. Gốc của ba ngón tay. Đấy, di chuyển như vậy. Rồi nhấc ra. Cho người tí. Rồi tiếp này. Rồi tiếp. Nó vẫn theo trình tự 8 nguyên tắc. Rồi đến số 9, số 10 thôi. Chẳng qua vừa nãy mình đã lăn đã gạch ở đây rồi thì cái này mình chia ra thôi. Tiếp theo này. Đấy, lần thứ 2. Đó, lần thứ 3 này. Rồi xong, xong phản chiếu. Bây giờ mình hơ lại cái thằng mắt đồng ứng một tí đây. Cá. Ra tay. Rồi. Rồi. Đây, giờ. Nào. Nó mấy tuổi? Trẻ con nó nóng nhanh lắm. Đặt tay mình bên cạnh mình cảm giác nó nóng hay để nó hơi rụt ra là mình phải bỏ ra. Hết 3 lần rồi, xong. Vậy là xong bài hơi. Bây giờ thêm một bài thật cho các mình phản chiếu được một chút tí nữa. Đây là có một cái phản chiếu mắt ở đây. Đây là mắt này. Đặt đây khoảng vài chục mình lên. Ở đây. Mắt ở đây. Thế là vừa nãy mình bấm huyệt là mình đã xong hết 10 nguyên tắc rồi đấy. Đây là mình làm thêm, mình hơ vùng đồng ứng. Sau đó mình gạch trên các vùng phản chiếu, cái phản chiếu mắt ở đây. Rồi có cái vùng phản chiếu mắt ở đằng sau. Sau chỗ này nữa này. Còn vừa này xác định có một con mắt ở đây này. Đấy, đây là cột sống này. Đấy, cột sống này. Đấy, cột sống này, tiếng này. Đấy, cột sống đâu thì bên cạnh này. Khoảng 1-5 cm thì chỗ này giữa đến đâu á, bên cạnh một sống 1 cm là nhảy đây á, mắt chỗ này lẹo mắt đúng rồi, lẹo mắt chỗ này nó là cái đế xong đế xong bên cạnh một số trong này cho con gì lên lẹo phế du. Dạ, đây là phế du. Phế du của đế xong ở sau tai thì ra nó còn cộng thêm một số lượng tay nữa nhưng mà mình không cần. Thấy bắt tay ngón này, bắt tay này. Ngón giữa chạm đến đâu thì đấy đây là cột sống cách ra khoảng 1 cm thì ngón giữa chạm đến đâu ngón giữa thì mắt ở đấy, mình gạch cả một vùng nên không quan trọng đâu, chính xác rồi tuyệt đối. Thế là xong, mọi ngày làm 3 lần như này. Đây cột cách cột sống được không? Đây nó chẳng con đi đâu mà đánh cái không cần nhiều máu mà đánh được. Đánh được. Cảm ơn người gái. Còn sau mình dặn các cháu nhà, nếu các cháu đi học ấy cứ cầm cái này ngăn xung quanh mắt và cái này ngăn trực tiếp xung mắt thế thôi. Cái này có thể làm nhiều lần nhưng mà mỗi lần chỉ cần chia ra chỗ này khoảng 5-7 vòng sau đó cái này ngăn trực tiếp đấy, mình có thể ngăn trực tiếp này mặt phải ngày cứ chữa tầm 3-4 lần như này ngay. Và khuyên các cháu là gì, phải không được xem điện thoại, TV, đọc sách báo, mắt phải cho ngủ ngơi là chữa trong hè là hiệu quả nhất. Viêm võng mạc cũng là như này nhưng khác đồ khác như thế nhỉ? Viêm võng mạc tất cả là 8 nguyên tắc giống nhau hết, nó chỉ khác nhau mỗi là gì, bộ huyệt thôi. Bộ huyệt chỉ khác nhau mỗi cái nguyên tắc số 10 thôi. Còn những ai không biết bộ huyệt thì cứ làm như này. Võng mắt cũng làm này. Mắt. Thế sao rồi? Đến mắt thế này. Nhìn rõ không? Con nhìn lên bảng không có, không đeo kính thì nhìn lên bảng. Nhìn lên bảng. Đây có cái chữ này không? Cái chữ này này. Chữ này. Nhìn chữ gì? Con nhìn chữ gì không? Nhìn chữ gì con đọc gì đấy? Nhìn số hay đọc số đi mẹ? Em này em tự chỉ số. Con nhìn số đấy không? Anh em chỉ được chữ bên cạnh nhé. Đặt một từ thôi, chữ đầu tiên đây. Trên này nhé. Đầu tiên này. Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi.
Chú ơi, bịt mắt phải không? Chú ơi, bịt mắt bên phải. Bây giờ con lên cho đứng thẳng xong con bịt mắt. À, dạo con rồi đấy. Hai mắt con rồi đấy. Hai mắt con rồi đấy. Đây, mắt. Là mắt nào, mắt nào con... Con từ đây bịt mắt bên phải đi. Mắt bên phải đó, đây con nhìn. À, tốt. Ừ, rồi. Tốt. Đó, số đi, cho số cho về đi. Cái gì đấy? Con nhìn rõ. Cho mặt đi không nhìn sao? Đúng rồi, tốt. Số Con bấm cho con, chỉ cần ngồi trên bàn đầu, khỏi cần đeo kính luôn. Cảm ơn thầy ạ. Ở nhà là cách xay thế là không chưa. Còn ở nhà là không chưa. Mình bấm xong ấy, nó sẽ đọc thêm từ mấy hàng luôn. Tức là cái độ. Về tối đây thì hành luôn. Về tối đây thì hành. Ơ. Làm thêm bước nữa. Ơ. Bước của thầy ạ. Cứ gõ Diện Trần Việt mà Vũ Văn Hội là ra. Cháu bé cận 10 độ, vừa cận vừa loạn vừa viễn. Nếu mà các cháu này bấm càng sớm ấy thì nó càng nhanh. Để nó càng lớn rồi bấm nó càng khó nhá. À, ông Bùi Quế Châu thì là lão thị rồi, bạn Huỳnh Văn Ngọc ạ. Tuổi già rồi thì không tránh được đâu.